trận thua trước Sonan Belma tại vòng đấu áp chót của G-League 1 khiến Yokohama chính thức rơi xuống đáy bảng với vỏn vẹn 29 điểm sau 33 vòng đấu. Dù mùa giải sắp khép lại, nhưng Công Phượng vẫn chưa được ra sân thi đấu một phút nào cho Yokohama FC tại đấu trường G-League 1. Nếu ở lại, Công Phượng không chỉ phải xuống chơi cho G-League 2 mà còn bị cho mượn và còn tiếp tục phải ngồi ghế dự bị khi không được đội bóng trọng dụng. Với hoàn cảnh hiện tại, gần như chắc chắn Công Phượng sẽ trở về Việt Nam thi đấu để cứu vãn sự nghiệp và có cơ hội trở lại tuyển quốc gia. Theo nhiều nguồn tin, Công Phượng đang được các đội bóng tại V-League trải thảm đỏ mời về nước. Các câu lạc bộ đó là Công an Hà Nội, Nam Định, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, đơn vị tài trợ mới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất muốn có chữ ký của tiền đạo đội tuyển Việt Nam và cũng đang đàm phán với các huấn luyện viên tài năng thay thế cho ông Vũ Tiến Thành đã rời đi. Kể từ khi chia tay Công Phượng, Bầu Đức hay huấn luyện viên Kia Tishak vẫn muốn một ngày nào đó chân sút sinh năm 1995 trở lại. Lúc này, Hoàng Anh Gia Lai rất chờ đợi quyết định của Công Phượng. Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp nhưng không được ra sân quá nhiều. Người hâm mộ cho rằng tiền đạo này nên từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở Nhật Bản để về V-League thi đấu.